chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Rạng sáng 29 tháng 9, đầu máy D18E603 được đưa về ga Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các toa hàng được kéo về lại ga Thừa Lưu sau khi đoàn tàu này gặp sự cố tại khu gian Lăng Cô, Thừa Lưu. Thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 21 phút ngày 28 tháng 9, tàu AH1 đầu máy D18E603 kéo 21 xe hàng. Khi đi đến km 752-350 khu gian Thừa Lưu, Lăng Cô, thì đầu máy bị trật bánh trục số 1, cách mép ray 70cm bên phải theo hướng tàu chạy. Các lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố và đến 23 giờ 48 phút, điều độ phát lệnh kéo 21 xe của tàu AH1 về lại ga Thừa Lưu. Đến 0 giờ 33 phút ngày 29 tháng 9, đầu máy D18E603 được đưa về ga Lăng Cô. Đây là vụ trật bánh tàu hàng thứ 2 liên tiếp trong ngày 28 tháng 9 và là vụ trật bánh thứ 5 trong 2 tháng qua trên đường sắt Bắc Nam thuộc khu gian Lăng Cô Thừa Lưu. Sau hàng loạt vụ tàu trật đường ray trên cung đường sắt nói trên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức kiểm tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân. Kết quả cho thấy, chất lượng cầu đường đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nguyên nhân tàu trật bánh khỏi đường ray do toa xe có lò xo không khí, khi đi qua ghi có tang lớn, sẽ cộng hưởng nhiều yếu tố bất lợi của chủng loại toa xe giá chuyển hướng có cự ly trục bánh xe lớn 2200mm. Đoàn tàu chạy qua ở tốc độ thấp, thời gian lực dẫn hướng tăng kéo dài dẫn đến bánh xe dẫn hướng bám má, tác dụng leo ray gây trật bánh. Sáng ngày 29 tháng 9, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức triển khai phương án bắt cầu BMB60T đảm bảo giao thông khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu. Theo thông tin ban đầu, Lữ đoàn 249 đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ. Sáng nay, trên sông Hồng tại vị trí bắc cầu có chiều rộng gần 190m, lưu tốc dòng chảy khoảng 1,1m trên giây, độ sâu trên 12m. Để bắt cầu, Lữ đoàn 249 xác định sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Cầu được vận hành trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30m, vận tốc không quá 10 km/h. Trong ngày 28 tháng 9, Lữ đoàn đã tổ chức hạ thủy các khí tài gồm 29 đốt khơi, 3 đốt mố, đầu kéo, phà, cano các loại. Khuya 28 tháng 9, tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, tổ chức lễ đón 52 chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan về nước. Chủ trì lễ đón có Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam. Tham dự lễ đón có bà Sarah Leslie Lockhart Hoover, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Mạc Đức Trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu xuất sắc của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ. Cán bộ, nhân viên bệnh viện đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một hình ảnh và đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, Đại tá Mạc Đức Trọng nhấn mạnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp với các cơ quan của Bệnh viện Quân y 175, các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, khen thưởng kịp thời những đóng góp của cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Cán bộ, nhân viên bệnh viện nhanh chóng ổn định mọi mặt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới được giao. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 triển khai đến địa bàn Phái bộ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ từ tháng 7 năm 2023 đến nay. Bệnh viện đã thu dung khám và điều trị được gần 2.400 ca bệnh, tổ chức vận chuyển đường không lên tuyến trên 15 ca, phẫu thuật thành công 27 ca, đặc biệt là thực hiện thành công ca nối vi phẫu bó mạch thần kinh trụ và quay ở cẳng tay. Lần đầu tiên, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đã tổ chức thành công một hội nghị khoa học với sự tham gia của tất cả các đầu mối y tế tại Bên Tiêu, cả dân sự và quân sự. Bên cạnh đó, bệnh viện còn chủ động hợp tác và hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện dân sự, bệnh viện cấp 1 trong căn cứ.
luôn sẵn sàng thường trực các đội cấp cứu nội và ngoại viện, sẵn sàng ứng phó trong mọi trường hợp khi có yêu cầu từ chỉ huy phái bộ, như các tình huống bạo loạn, thương vong hàng loạt, cháy nổ, bảo đảm y tế trong các hội nghị và sự kiện của phái bộ tại Bên Tiêu. Bệnh viện đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị, bảo đảm an toàn trong điều trị bệnh nhân và được chỉ huy phái bộ, chỉ huy căn cứ Bên Tiêu và các đơn vị bạn đánh giá cao. Cùng với chuyên môn, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 còn tham gia đầy đủ các hoạt động huấn luyện do phái bộ tổ chức, tự huấn luyện cho cán bộ, nhân viên các nội dung theo quy định. Bệnh viện đã đăng cai tổ chức 2 lớp huấn luyện về cấp cứu và hồi sinh tim phổi theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AHA cho nhân viên y tế tại Bên Tiêu. Một lớp cấp cứu đuối nước và hồi sức cấp cứu ban đầu cho các sĩ quan cá nhân đang công tác trong căn cứ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày 28 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 Mai Thị Hồng Hoa khẳng định, vụ việc cô giáo xin phụ huynh tiền mua laptop chỉ là sự việc cá biệt xảy ra trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 Mai Thị Hồng Hoa cho biết, lãnh đạo quận đã làm việc với trường tiểu học Chương Dương, quận 1, và cô giáo trong vụ việc bị phụ huynh phản ánh vận động tiền của phụ huynh để mua laptop. Sau buổi làm việc, hình thức xử lý bước đầu là tạm dừng đứng lớp đối với cô giáo, bố trí một giáo viên khác có uy tín đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp 4-3. Ngoài ra, cô giáo đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền nhận từ phụ huynh để mua laptop. Tại buổi làm việc, quận đã yêu cầu cô giáo viết tường trình, kiểm điểm hành vi của mình, đồng thời tự nhận hình thức kỷ luật phù hợp. Cô giáo ghi nhận và cho biết sẽ làm kiểm điểm theo yêu cầu của lãnh đạo quận. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân quận 1 đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 tiếp tục theo dõi vụ việc và nắm bắt kỹ hơn thông tin, báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Bà Mai Thị Hồng Hoa khẳng định sự việc nói trên chỉ mang tính cá biệt. Quận 1 đã chỉ đạo xử lý nghiêm, đồng thời yêu cầu ban giám hiệu tất cả trường học trên địa bàn tổ chức rà soát,
không để xảy ra trường hợp tương tự. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một giáo viên của trường tiểu học Chương Dương, quận 1 đề nghị phụ huynh học sinh lớp hỗ trợ cô tiền mua laptop. Do chưa nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh, nên việc hỗ trợ đã ngưng lại. Cô giáo tự trang bị laptop nhưng thông báo không soạn đề cương ôn tập cho học sinh, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Đại diện nhà trường cho biết đã chấn chỉnh, nhắc nhở chung giáo viên toàn trường về việc không vận động kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh trang bị thiết bị dạy học cho giáo viên. Đồng thời, giáo viên không được trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.